Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá và lô đề qua không gian mạng với quy mô lớn trong thời gian diễn ra giải bóng đá World Cup 2022 với số tiền giao dịch khoảng 900 tỷ đồng. Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã huy động 90 cán bộ chiến sĩ đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập đối với 15 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, thu giữ gần 156 triệu đồng tiền mặt, 17 điện thoại di động, 3 máy tính cùng với một số vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá và lô đề. Đường dây này do Bùi Minh Đà trú tại thành phố Rạch Giá cầm đầu, hoạt động từ năm 2022 đến nay. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.